Xin chào anh em, mình là Khoai đây. Hello, đây. Hello. Đây. Hôm nay thì mình với một thằng bạn đây, có một thằng đấy đang lấy củi đầu bên kia. Đấy rồi, đấy. Thì là hôm nay nóng quá thế là quyết định là đi picnic ở bên ngoài một trận. Thế là hôm nay thì sẽ có thêm nướng cá với lại một vài món nữa. Theo dõi nhá. Ok. Đây thì sẽ có cá. Hôm nay là sẽ làm một con cá. Cá nướng. Giờ sẽ đi chế biến. Đây. Cá rô phi. Đây còn có thêm một tảng thịt bò nữa. Đây, đây có cả thịt bò này. Đấy. Cần tuyển caramel. Nổ luôn à? Nổ luôn nè. Nấm mà được rồi. Master Chef luôn luôn nữa đấy. Luôn luôn luôn. Đấy. Đấy, phát nữa đây. Ui ôi nóng vậy. Ui cái hơi kìa nó nổi ra. Kinh chưa? Tí nữa hết bố rồi. Hết rồi. Bây giờ bạn ấy đang cưa cá. Tí nữa than à? Tí nữa đã. Đừng anh ạ, đổ than bây giờ hết than đấy. Vừa đấy bỏ nhóm với sớm vậy mẹ. Không ngờ nó bén thế đúng không? Ừ. Hay bây giờ đi dập. Anh lấy nước đi rồi. Đây. Còn mấy anh em. Ai. Ừ. Đầu bếp làm rất chuyên nghiệp. Đây là chuyên mục ẩm thực và đời sống. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ hòa mình vào thiên nhiên. Đấy, sau này thì là con suối ở cây cây 18 này. Đường đi quẩn bạ. Nước rất là xanh luôn. Đường đẹp ngon luôn. Đây chúng ta sẽ có món thịt bò. Bò cô bê đấy. Bò cô tâm. Bò cô tâm. Đấy. Cô này cô tên là cô tâm cô bà. Bò này thì... Đấy, con cá này thì bắt từ dưới sông lên từ nhưng mà mua từ chợ này. MasterChef đang có hỗn hợp với thì là gừng sả. Chúng ta sẽ cho thêm một chút tương shisu. Đấy. Ông cho gì ông phải giới thiệu chứ. Không, bí quyết gia truyền. Đấy, bí quyết gia truyền. Các bạn hãy xem qua và về áp dụng thử nhá. Thật ra nếu biết có chuẩn hay không. Cái đổ vừa. Vậy như thật đấy, kiểu rất nguy hiểm, không nói năng gì cả. Nếu đổ vào, không biết đúng không. Các bạn cứ cho gia vị y như hình nhá, à, như video nhá. Thì chúng ta sẽ có một hỗn hợp rất là ngon. Theo kiểu truyền thống đó là ướm. Ướm, ướm. Không độ đo lường. Đấy. 1/2 nửa đấy. Rất là trong người. Đây, lại có cả ớt này. Tục, bây giờ làm gì ở đầu bếp? Vứt con cá này vào đây. Ừ. Không phải ít hết. Hay là cái này xanh má, cái này xanh má. Ông ướp luôn ở ngoài cũng được. Bây giờ... Không, tôi muốn là nó ra đây xong tí nó ngấm vào xong rồi mình giúp mình nhâm nướng rồi mình... Tốt, chắc là ở bụng rồi. Được. Thật lý. Thì ông làm nào được. Bây giờ chúng ta sẽ massage con cá nhé. Hoặc là ướp. Nhồi hết toàn bộ vào. Đấy. Kỳ cọ massage này. Nếu mà các bạn muốn ngon thì sẽ rơi khoảng tầm 10-15 phút. Nhà gia vị bắt đầu ngấm. Ngon. Vâng, ok. Rồi tiếp tục thì bây giờ bạn Luân sẽ ướp con bò này, da bò này. Là sau khi bạn ấy xong xong hết thì bây giờ sẽ cho vào trong cá không? Ướp con cá. Đúng rồi. Đấy. Sẽ lại massage tiếp cho ngấm con cá.
do là sợ mọi người đồng đội không ăn được cay nên là vừa nãy tôi không cho vào. Cho chó cá ăn đồ tanh là phải cho rất nhiều ớt, siêu cay. Thì sau một thời công tác tư tưởng thì bạn ấy bảo ăn như thế nào cũng được. Và đây thả toàn bộ số ớt vào. Thế nên là đồ ớt vào luôn. Đấy, rồi. Chúng ta lại ướp nhân đây. That's right. Ở khu vực này thì rất là rộng nhá, có rất nhiều cái hốc đá luôn đây này, một cái, hai cái này. Thì ở đây thì cuối tuần mọi người thì hay đi qua đây để picnic ấy. Cho nên là những cái hốc đá này thì là những người khác đã đi làm rồi và để lại. Đấy, sẽ có những cái hốc đá như này, bên này nữa này. Để khoảng 10 phút nhá. Để khoảng 10 phút là bây giờ chúng ta đi tắm xuống. Ok. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bơi dưới này. Và các thanh niên đã bắt đầu đi bơi rồi. Đây bơi rồi. Đây. Thì ông cứ bơi đi. Đấy. Đấy, ông này đã cởi chuồng đây. Ông này đã cởi chuồng đây. À thôi, đây cảnh nóng nha. Mình sẽ cắt đoạn này đi. Rồi ok, 18 cộng. Đấy, chúng ta đang bắt được 3 con lợn. Đấy, đang bơi. Đấy. Rất sexy. Suối này là cái đoạn này thì nước chảy cho nên nước rất là trong nhá. Đấy, sánh lét luôn. Rất là mát. Và mình bây giờ mình cũng sẽ đi bơi đây. 15 minutes later. Bây giờ thì sẽ đến tiết mục nướng. Đấy, lúc nãy lửa là đi bơi trước. Và bây giờ thì sẽ nướng cá. Bắt đầu nướng cá và bò cô Tâm thôi. Đây, đang cho than vào lò. Đang đút than vào lò. Lên lửa đấy. Đây, đang chế nước chấm. Đập tỏi, các kiểu. Bò thì chúng ta sẽ ăn với xì dầu ha. Và cái này là để chấm cá. Cá. Cái mùi của tỏi nó sẽ khử được cái vị tanh của cá. Có thêm cục xì dầu ông Bê Lắc nữa. Đây, xì dầu ông Bê Lắc. Xì dầu ông Bê Lắc. Chúng ta sẽ có thêm một tí mắc khén. Cái loại mắc khén này để đâu rồi? Đây, à, mắc khén thì cho hết vào đây luôn rồi. Đấy. Có để sắc. Đấy, ở đây thì thịt bò đã bắt đầu chín rồi này. Còn tiếp theo là cá. Ở đây thì còn nướng thêm một ít bí nữa. Đấy, thêm một ít bí nữa. Cái gì vào này nó. Đây, đây con cá này. Xôi. Ngon luôn. Đấy, chúng ta sẽ cho thêm một chút mỡ lợn rừng. Bò này thì đầu bếp sẽ không có thái mỏng ra nhá. Tại vì cái lý do là bò ăn thì ở bên trong nó hơi đỏ ấy. Nước thì nó sẽ ngọt hơn. Bò nướng tạ sẽ ngon hơn rất là nhiều. Bò rất là ngon luôn, màu đẹp cực. Trời ơi. Bắt đầu thấy mùi thơm rồi các bạn ạ. Ở đây thì cái mùi nó sẽ ít hơn nhưng mà ở nhà trên gần đường mùi lắm rồi đấy. Khi mà bỏ ra thì bò nó vẫn hơi tái tái hồng hồng ấy, ngon. Đây đây là bê nhỉ, nó chín mỗi bên ngoài bên trong chín nguyên. Nhưng mà đấy giá trị nó mới cao. Đấy là nó cho bốn mặt nó ấy đâu. Bắt đầu ngửi thấy mùi thơm rồi các bạn ạ. Đấy. Cái này kiểu ngồi mùa đông nhỉ. Ly rượu ngồi bên cạnh. Ngồi mùa đông ngồi như thế này mới tàu thích nhỉ. Xẻo, xẻo, xẻo ăn luôn. Đấy. Chỗ xẻo ăn luôn. Mr. Chef Tuấn đang kiểm tra xem thịt đã chín chưa. Kết quả là kết quả là chưa chín. Nguyên y vân. Đấy. Mr. Chef đang kiểm tra xem chất lượng sản phẩm vẫn y nguyên. Đang ở bên ngoài rồi.
cần. Cá bắt đầu giỏ mỡ ra rồi. Thì ấy được. Không, đổ xuống thôi. Hỏng hết cá nữa. Ui giời. Sao hỏng được? Đây là 500 anh em. Đấy, hôm nay thì bữa party thì chỉ có đơn giản như vậy thôi. Để mấy anh em ngồi với nhau. Rất là nhiều món đấy. Cả nem thính, đấy, cá, đấy, cá này. À, bò cô tâm. Đấy. Mr. Chết Tuấn đang thái từng miếng bò. Anh Mr. Bát. Đấy. Nước chấm rất là ngon. Cục xì lầu ông Bê Lắc này. Đấy. Đây có thêm cả nem thính này, nem thính nổi tiếng nhất của Hà Giang luôn. Bên chum vàng, chum bạc. Đấy. Ngon lắm các bạn ạ. Đây, ngon lắm, thịt ngon này. Đây, đây. Rồi. Cảm giác như nào không? Rất là tuyệt, ok. Chưa có gì ngon bằng. Ở bên này thì có suối này, suối chảy róc rách luôn. Nếm thịt vẫn còn hồng hồng nhá, nhưng mà bên ngoài chín hết rồi. Nhưng mà cái vị ngọt thì vẫn được giữ nguyên luôn. Còn đây thì anh con này là con cá này. Con này nem thính, nem thính chứ danh chứ danh của Hà Giang. Đấy, các bạn có thể thấy chiếc bò. Nào, cá đi, câu cá đi. Cả 500 anh em câu cá đấy. Đâu nào, không đâu nào. Lên nét, lên nét. Nét nha, 100%. Rồi, xin mời anh em. Đây, bia. Đấy. Đây, cách ăn của anh Tuấn này. Anh Tuấn thử ăn một miếng rồi cho lời nhận xét thôi nào. Đây, cái này là nước chấm cá này. À, dầm chấm thịt bò. Đây. Đấy. Cá như nào không? Cá nào? Dạ, cá giòn đủ. Cay cay hăng hăng. Ngon. Đấy. Đầu bếp tự làm thì rất là tự ngon. Đấy, nước chấm này là sẽ chấm bò này. Nó gia vị hay là vừa đấy, chấm ngon đấy, vừa đấy, ngon. Ok, đây, mời các bạn nhá. Đấy, xin mời các bạn nhá. Đây, cá đây. Đó. Giờ mình phải thử một miếng bò đi. Miếng bò. Ăn kèm với rau sống. Mà đây, cái này ngồi vào quán. Ngồi nước suối nó chảy róc rách bên cạnh luôn. Xin đường gọi tên. Đó, rồi chúng ta sẽ trồng mấy cái này. Thú ăn măng trúc đông ngâm già. Tuấn tắm hồ sen hạ tắm ao. Kinh nhờ. Mình đi đâu xưa. Anh em bắt đầu uống được một cốc là văn thơ bắt đầu lay lại đấy. Thịt cá mềm mềm ngon ngon nhỉ. Đấy. Rất mềm. Tuấn ăn được một miếng cá cho lời nhận xét lên nào. Cá này Tuấn có một lần nhận xét duy nhất thôi. Là nó ngon hơn người yêu cũ. Tay vỗ tay, vỗ tay. Đây đây nha, ngon hơn cả người yêu cũ. Ngon hơn người yêu cũ luôn. Trời đấy. Đạt mà. Wow. Nước chấm này. Sôi nó. Nước chấm phun tỏi. Cá phun tỏi. Nước chấm cá phun tỏi. Tính là em à. Và quan trọng nhất là ăn mà cảm giác nó thiên nhiên, hòa với thiên nhiên. Các bạn nghe thấy không? Nghe thấy tiếng ve không? Đấy, các bạn nghe thấy tiếng ve không? Đấy. Suối thì róc rách đằng sau. Ok, cảm ơn các bạn nhé đã theo dõi clip của mình từ đầu đến cuối. Đấy, hẹn các bạn vào clip lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ like, subscribe và chia sẻ kênh nhé. Để mình sẽ ra nhiều video clip hay hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ anh em chào cái nào. Đâu rồi, đâu rồi? Xin chào nhá, nhớ subscribe nhá, nhớ subscribe đấy. Subscribe và bình luận nhá. Nhớ để lại comment ở bên dưới nhá, để mình hoàn thiện hơn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.